Xin chào các bạn, nếu ai đã từng xem phim Doraemon chắc sẽ biết rằng chú mèo mái của chúng ta rất thích ăn bánh rán, một loại bánh hình tròn với hai miếng được kẹp vào nhau và có nhân bên trong. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh này. Trước tiên tôi sẽ chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho việc làm bánh. Ở đây chúng ta có đậu đỏ, bột mì, trứng, đường cát và một ít mật ong. Do phần nhân của bánh cần nhiều thời gian hơn nên chúng ta sẽ làm nó trước. Tôi sử dụng 80g đậu đỏ, cho nước vào và vo lại cho sạch bụi. Sau đó ngâm trong khoảng 6 đến 8 tiếng để đậu được mềm hơn. Sau thời gian ngâm, đậu có vẻ nở ra một chút, ta sẽ chắc bỏ phần nước ngâm ra, rửa lại một lần nữa rồi cho vào nồi luộc. Chúng ta sẽ nấu trong khoảng 20 phút cho đậu được chín hoàn toàn. Lúc này bạn lấy phần hạt đậu, cho chúng ra tô, rồi dùng một cái muỗng để làm nhuyễn tất cả ra. Nếu có máy xay sinh tố, ta có thể xay nhỏ chúng ra cũng được. Khi đậu đã được làm nhuyễn, tôi sẽ cho vào khoảng 60g đường cát, một ít muối, rồi trộn đều các nguyên liệu với nhau. Khi đường tan, hỗn hợp đậu sẽ loãng ra một chút. Ta sẽ cho qua chảo và sên nhỏ lửa cho đến khi chúng sệt lại. Sau đó nhấc ra khỏi bếp và cho vào một cái tô riêng. Tiếp theo, tôi sử dụng 3 quả trứng gà, đập tách hết vào một cái thau, thêm khoảng 100g đường cát, rồi khuấy lên cho chúng được tan đều. Ta sẽ lấy 150g bột mì, cho từng phần vào trong thau trứng, rồi trộn đều chúng lên. Trong quá trình hòa tan bột mì, tôi sẽ cho khoảng 4g bột nở, một ống vani cùng 30ml mật ong vào để bánh có mùi thơm và tạo được màu vàng đều hơn khi chiên. Nếu bột sau khi khuấy có vẻ hơi đặc, ta có thể cho thêm nước vào để chúng được loãng vừa như bạn thấy. Khi hỗn hợp bột đã được trộn xong, chúng ta sẽ đậy kín lại và để yên trong thời gian khoảng 30 phút. Bây giờ tôi sử dụng một cái chảo chống dính, bắt lên bếp cho một ít dầu ăn vào và đun cho chảo nóng lên. Khi chảo đã được làm nóng, bạn nhớ chỉnh nhỏ lửa, sau đó đổ hết phần dầu dư ra ngoài. Tiếp theo ta sẽ lấy một cái vá cỡ vừa, múc hỗn hợp bột vào gần đầy, chế vào chảo theo kiểu từ trên cao xuống để bột lan đều ra thành một hình tròn như thế. Chúng ta sẽ đậy nắp lại cho bánh được chín nhanh hơn. Khoảng hơn 1 phút sau, khi lớp bột phía trên xuất hiện những lỗ nhỏ li ti, ta sẽ chở bề bánh lại. Bạn thấy lớp bánh mới vừa chiên xong có màu vàng nâu, nhìn rất đẹp mắt. Tôi sẽ chiên trong khoảng 40 giây nữa rồi lấy bánh ra khỏi chảo. Chúng ta sẽ tiếp tục làm tương tự để có thêm những chiếc bánh khác. Sau thời gian chiên, bạn đã có những chiếc bánh hình tròn với một mặt vàng đậm và một mặt nhạt hơn. Chúng ta sẽ để lớp nhạt màu này ở phía trên. Sau đó lấy phần đậu đỏ đã sên lúc nãy, múc một lượng trong muỗng, cho vào lên bánh, dàn đều nó ra ở giữa, rồi úp một cái khác lên trên. Ta sẽ dùng màng bọc thực phẩm, gói chặt bánh lại, sau đó ép nhẹ xung quanh cho lớp nhân dính vào bên trong, từ đó tạo nên một chiếc bánh hoàn chỉnh. Tôi sẽ làm tương tự như thế cho lượng bánh còn lại. Mọi việc đã xong, chúng ta đã làm được những chiếc bánh rán hình tròn, màu vàng đậm, trông rất hấp dẫn. Bánh mềm và xốp với vị ngọt thơm của nhân đậu đỏ bên trong, khi ăn cho cảm giác rất ngon. Khi đang xem phim, tôi chợt nhớ đến miếng bánh phô mai có hình tam giác màu vàng tươi với các lỗ tròn trên nó. Chúng ta sẽ làm một vài cái để ăn chơi. Tôi sử dụng khoảng 6 trái chanh dây, cắt đôi chúng ra, cho phần ruột vàng bên trong vào một cái rây, sau đó chà sát nhẹ để tách lấy nước. Ở đây tôi thu được gần 100ml nước chanh dây nguyên chất. Ta sẽ chuyển nó sang một cái nồi nhỏ. Tiếp theo bạn lấy 15g gelatin, cho một ít nước vào và ngâm trong khoảng 10 phút cho chúng được nở ra. Ta sẽ cho toàn bộ gelatin đã ngâm vào phần nước chanh dây lúc nãy, sau đó thêm khoảng 120g đường cát cùng 100ml nước vào, rồi bắt lên bếp đun nhỏ lửa. Chúng ta sẽ khuấy đều cho đến khi gelatin được tan hoàn toàn, rồi nhấc ra khỏi bếp và để cho tất cả nguội đi. Trong thời gian này, tôi sử dụng 200g phô mai trắng, dùng muỗng tán đều chúng ra. Khi phô mai đã được làm mịn, ta sẽ thêm khoảng 200ml kem sữa tươi cùng hỗn hợp nước chanh dây vừa nguội vào, rồi trộn lên cho các nguyên liệu được phân tán đều với nhau. Bạn có thể cho thêm màu vàng thực phẩm vào để bánh làm ra có màu đậm và bắt mắt hơn. Bây giờ tôi sẽ dùng các khuôn hình tam giác như thế để chuẩn bị đổ hỗn hợp ra. Bên trong khuôn có các nút nhô ra như bạn thấy, chúng sẽ giúp tạo các lỗ tròn đặc trưng để bánh phô mai làm ra giống như trong phim. Ta sẽ cho hỗn hợp vào đầy khuôn và làm tương tự như thế với các khuôn khác. Tôi sẽ để tất cả vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 3 đến 4 giờ cho phô mai được đông lại. Khi phô mai đã đông và tạo được thành khối, ta sẽ lấy tất cả chúng ra khỏi khuôn. Bạn thấy các miếng phô mai có hình tam giác màu vàng tươi với các lỗ tròn trên nó, nhìn giống như những miếng phô mai trong phim. Bánh phô mai ăn ngọt, có cảm giác chua nhẹ và thơm mùi chanh dây. Bạn có thể làm chúng tại nhà để ăn thử và cảm nhận hương vị vì sao mà bánh được yêu thích đến vậy.